Bản tin trưa ngày 13 tháng 3 Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ gây tổn thất cho nhà nước Nga để trả đũa. Nga tung video khai triển bom lượn, vũ khí được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi trên tiền tuyến Ukraine. Nguồn tin của Financial Times tiết lộ Ukraine có thể nhận được 3 tỷ euro từ tài sản Nga bị phong tỏa, sớm nhất là vào tháng 7. Quan chức rất cấp cao Israel cáo buộc chính quyền Biden đang tìm cách lật đổ Thủ tướng Netanyahu Doanh nghiệp chuẩn bị ứng phó khi ông Trump dọa áp thuế 60% lên hàng Trung Quốc nếu đắc cử. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của DKN, hôm nay là thứ Tư, ngày 13 tháng 3. Sau đây là nội dung của bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bản liền. Trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 3 đã phản ứng trước cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kyrgyzstan ở miền Trung và nói rằng Ukraine sẽ trả đũa. Phát biểu qua video hàng đêm, ông nói hoạt động cứu hộ sau cuộc tấn công bằng hoạt tiễn của Nga vẫn đang được tiến hành ở Kyrgyzstan. Một phần của tòa nhà chung cư 9 tầng đã bị phá hủy, nhiều người bị thương, mọi người đang được cung cấp những vật dụng hỗ trợ cần thiết, thật không may có những trường hợp tử vong. Để đáp lại, chúng tôi sẽ gây tổn thất cho nhà nước Nga. Họ ở Điện Kremlin phải làm quen với thực tế là khủng bố không phải là không thể bị trừng phạt. Họ sẽ cảm nhận được những mất mát. Nhà nước Nga sẽ thua và chỉ điều này mới có thể mang lại sự an toàn cho các nước láng giềng, không chỉ cho Ukraine. Đối với các quốc gia khác nhau, hành động của chúng tôi giờ đây đang cứu mạng sống. Hôm qua, lãnh thổ Nga cũng liên tiếp bị UAV Ukraine tấn công. Các kho dầu của Nga ở thành phố Orovnitsyny, Nagorod đã bốc cháy. Không những thế, các chiến binh vũ trang tự xưng là công dân Nga chứng điện Kremlin đã tràn qua biên giới Nga từ Ukraine bằng xe tăng. Báo cáo cho biết các binh sĩ từ cân đoàn tự do Nga đã kiểm soát được Tiokino, ngôi làng ở rìa tỉnh Kurt của Nga, giáp với Ukraine. Chiến dịch ở biên giới do quân đoàn tự do Nga thực hiện cùng hai lực lượng khác có trụ sở tại Ukraine, quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia. Hãng thương tấn tát của Nga dẫn lời quan chức địa phương cho hay một người đã bị thương do pháo kích tại Tiokino, Lực lượng Nga đã ngăn chặn và buộc các nhóm vũ trang rút lui. Tuy vậy, một người lính từ quân đoàn tự do Nga tiết lộ với truyền thông Ukraine rằng họ vẫn ở tỉnh Kurt và Belgorod của Nga. Người lính cũng tuyên bố chiến dịch của họ vẫn còn lâu mới dừng lại và nó sẽ tiếp tục ít nhất cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga kết thúc. Nga tung video khai triển bom lượn, vũ khí được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi trên tiền tuyến Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Su-34 ném FAB-500, loại bom được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến Ukraine vì khả năng hủy diệt và phạm vi khai triển lên tới 80 km. Trong một đoạn video dường như được quay từ camera gắn bên hông máy bay, có thể thấy một số quả bom rơi xuống và sau đó bung cánh ngay sau đó. Những quả bom này được trang bị một mô đun cánh lượn có thể hiệu chỉnh UMBC, biến những quả bom dây tự do thông thường thành bom lượn có điều khiển. Những quả bom FAB-500 trên không có sức công phá lớn, mỗi quả nặng 500 kg. Hệ thống UMBC cũng đã được sử dụng trên FAB-1500, loại bom này nặng tới 1,5 tấn. Theo ghi nhận của các chuyên gia phương Tây và các cơ quan truyền thông như Washington Post và CNN, những quả bom được cải tiến này của Nga đã được chứng minh là có hiệu quả đáng kể trên tiền tuyến, đã được phóng từ khoảng cách khoảng 60-80 đến 80 km, nằm ngoài tầm bắn của hầu hết lực lượng phòng không Ukraine. Các chỉ huy Ukraine cũng ghi nhận sức công phá rất cao của loại bom này. Dmitry Lukovic, phát ngôn viên của quân đội Ukraine, nói với tờ Washington Post rằng bom Nga có khả năng phá hủy hoàn toàn các tòa nhà được sử dụng làm công sự phòng thủ. Nga được cho là đã tăng, đáng kể tốc độ sử dụng những quả bom này vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt là xung quanh thành trì Adyakam, vốn đã thất thủ hồi tháng 2. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, nói với CNN, Trước và trong trận chiến Avdiivka, hàng trăm quả bom đã được phóng chỉ trong vài ngày, có 250 quả trong số đó được sử dụng theo hướng Avdiivka chỉ trong 48 giờ. Nhà phân tích Joseph Chevitic, Chuyên viết về quá trình phát triển bom, John The War nói rằng những quả bom này đem lại một phương án tấn công tầm xa mới và có sức công phá lớn hơn nhiều cho các máy bay phản lực chiến thuật của Nga, đồng thời rút, phi công, tránh xa hệ thống phòng thủ của đối phương. Tờ Financial Times ngày 12 tháng 3 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Ukraine có thể nhận được 3 tỷ euro, khoảng 3,3 tỷ đô, lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, sớm nhất là vào tháng 7. Tin cho biết, các đối tác phương Tây của Ukraine và các đồng minh khác đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô tài sản của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Ủy ban châu Âu được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch liên quan đến việc thu giữ các khoản lợi nhuận liên quan đến lệnh trừng phạt kiếm được tại trung tâm lưu ký chứng khoán Euroclear. Nếu bị nhận được sự chấp thuận của các quốc gia thành viên, Ukraine có thể nhận được 2 đến 3 tỷ euro, khoảng 2,2 đến 3,3 tỷ đô trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất các quan chức EU nói với Financial Times rằng tổng lợi nhuận thu được từ Euroclear có thể lên tới 20 tỷ euro vào năm 2027. Bỉ sẽ rút 97% lợi nhuận dòng kiếm được từ tài sản của Nga bị đóng băng trong tài khoản Euroclear và chuyển chúng vào ngân sách EU, theo dự thảo đề xuất nội bộ của Ủy ban đã được Financial Times xem xét. Dự thảo viết, số tiền này sau đó sẽ được trả hàng quý hoặc hai lần một năm và có thể được sử dụng cá lợi cho Ukraine theo các thỏa thuận khác nhau. Nếu thành công, đây sẽ là khoản tiền đầu tiên Ukraine nhận được từ tài sản bị tịch thu của Nga. Các cuộc tranh luận về tính hợp pháp của việc chuyển số tiền này và công cuộc tái thiết Ukraine đang gây tranh cãi, nhưng sự chậm trễ liên tục trong viện trợ quân sự của Mỹ đã khiến tình hình trở nên cấp bách hơn. Chủ tịch Ban Châu Âu von der Leyen thành trước đã đưa ra ý tưởng sử dụng lợi nhuận từ các khoản đóng băng của Nga để mua vũ khí cho lực lượng Ukraine, nhưng đề xuất này có thể vấp phải sự phản đối từ các quốc gia thành viên, trong đó có Hungary. Bản thân Nga cũng liên tục cảnh báo sẽ phản ứng cực kỳ cứng rắn nếu tài sản của họ gặp nguy hiểm. Hồi tháng trước, Moscow cho biết nếu tài sản của họ bị tịch thu, thì Nga sẽ tịch thu tài sản của Mỹ, châu Âu và các tài sản khác để trả đũa. Tại Trung Đông, theo tờ The Time of Israel, một quan chức rất cấp cao của Israel hôm 12 tháng 3 đã phản ứng lại một báo cáo tình báo của Mỹ vừa được công bố, cảnh báo khả năng tồn tại của chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể gặp nguy hiểm trong bối cảnh ông bị chỉ trích vì chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố Hamas ở Gaza. Báo cáo của Mỹ viết, sự mất lòng tin vào khả năng cai trị của Netanyahu đã trở nên sâu sắc và mở rộng ra khắp công chúng từ mức vốn đã cao trước chiến tranh và chúng tôi mong đợi các cuộc biểu tình lớn yêu cầu ông ấy từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới, một chính phủ khác ôn hòa hơn là một khả năng. Đáp lại, quan chức rất cấp cao của Israel trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông cho biết, những người bầu thủ tướng Israel là công dân Israel chứ không phải ai khác, đồng thời giải thích báo cáo tình báo là một nỗ lực nhằm lật đổ ông Netanyahu. Quan chức rất cấp cao tuyên bố thêm, Israel không phải là nước được Mỹ bảo hộ mà là một quốc gia độc lập và dân chủ, công dân là người bầu ra chính phủ, chúng tôi hy vọng bạn bè của chúng tôi sẽ hành động để lật đổ chế độ khủng bố của Hamas chứ không phải chính phủ dân cử ở Israel. Mở đầu chương trình phát sóng tin tức chính hàng đêm, kênh 12 của Israel cho biết tuyên bố này đến từ nguồn chính trị cấp cao nhất của Israel mà bạn có thể tưởng tượng, cho biết đây là chính ông Netanyahu và nói thêm rằng báo cáo của Mỹ đã khiến Thủ tướng tức giận. Kênh 12 cho biết thêm, ông Netanyahu đã quyết định bắt tay vào các cuộc đối đầu mạnh mẽ, công khai và kịch tính với Tổng thống Hoa Kỳ. Trong cùng một báo cáo tình báo, Mỹ nhận xét rằng Israel có thể sẽ bị Hamas thách thức trong nhiều năm tới, bất chấp việc nước này khăng khăng sau so vụ tấn công khủng bố chết người ngày 7 tháng 10, rằng nước này sẽ tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố và ông Netanyahu đã nhiều lần thể sẽ chiến thắng hoàn toàn. Israel có thể sẽ phải đối mặt với sự kháng cự vũ trang kéo dài từ Hamas trong nhiều năm tới và quân đội sẽ đấu tranh để vô hiệu hóa cơ sở hạt tầng ngầm của Hamas, cho phép quân nổi dậy ẩn náu, lấy lại sức mạnh và gây bất ngờ cho các lực lượng Israel. Bản đánh giá của Mỹ viết, và lưu ý rằng công chúng Israel ủng hộ rộng rãi việc tiêu diệt nhóm khủng bố. Báo cáo tình báo của Mỹ được tung ra trong bối cảnh chính quyền ông Biden không hài lòng với chiến dịch nhổ tận gốc Hamas của Israel. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố để giành chiến thắng trong cuộc chiến, Israel phải tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas còn lại ở Rafa. nếu không Hamas sẽ tập hợp lại, vũ trang và tái chiếm Gaza. Quan điểm này không được Mỹ và các đồng minh phương Tây của Israel ủng hộ. Chính quyền ông Biden lo ngại nếu Israel tấn công trên bộ vào Rafah, thành phố đang là nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu dân ở phía nam giải Gaza, sẽ khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Đáp lại, trong tuyên bố mới nhất hôm 12 tháng 3, Thủ tướng Netanyahu nói, bạn không thể nói rằng bạn ủng hộ mục tiêu tiêu diệt Hamas của Israel và sau đó phản đối Israel khi nước này thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Ông Netanyahu cũng tuyên bố bạn không thể nói rằng bạn phản đối chiến lược sử dụng dân thường làm lá chắn sống của Hamas rồi đổ lỗi cho Israel về thương vong cho dân thường do chiến lược này của Hamas đối với Israel mỗi thường dân thiệt mạng đều là một thảm kịch đối với Hamas mỗi cái chết của thường dân đều là một chiến lược vì vậy thủ tướng Israel nói thật sai lầm và vô đạo đức khi đặt Israel vào một tiêu chuẩn tránh thương vong cho dân thường mà không quốc gia nào khác trên trái đất tuân theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành sáng 12 tháng 3 cho biết hơn 31.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 và gần 73.000 người bị thương. Tuy nhiên, số liệu do Hamas công bố chưa được xác minh. Nhiều nhà nghiên cứu đã hoài nghi về con số này được phóng đại quá mức để gây áp lực buộc Israel ngừng bắn ở Gaza. Doanh nghiệp chuẩn bị ứng phó khi ông Trump dọa áp thuế 60% lên hàng Trung Quốc Các công ty logistics Toàn cầu tiết lộ họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho kịch bản ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới và chuẩn bị các chiến lược cần thiết để giảm nhẹ tác động khi ông áp thuế bổ sung lên hàng Trung Quốc. Theo CNBC, họ bắt đầu lên kế hoạch sau khi cựu Tổng thống Trump hồi tháng 2 tuyên bố ông sẽ xem xét áp thuế quan lên tới 60% hoặc cao hơn nữa đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ nếu ông đắc cử Tổng thống. Ông Nicky Frank, giám đốc điều hành công ty Logistics DSL bộ for quyết định khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chỉ ra việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể nếu ông Trump áp thêm các mức thuế. Ông Frank nói với CNBC, tôi nghĩ động thái đó sẽ đẩy nhanh hoạt động giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa hiện nay ra khỏi Trung Quốc để chuyển sang các quốc gia khác. Việc áp mức thuế 60% sẽ khiến việc di chuyển đến nơi khác trở nên hấp dẫn hơn. Ông Frank dự đoán nếu ông Trump thắng cử và tăng thuế quan, điều đó sẽ dẫn đến sự dịch chuyển lớn hơn nữa về thương mại từ Trung Quốc sang Mexico để né tránh thuế quan. Hiện nay, việc dịch chuyển đã diễn ra với 15% thương mại của Trung Quốc đến Mỹ đang đi qua biên giới Mexico khi các công ty Trung Quốc thiết lập các cơ sở ở Mexico hoặc sử dụng các cảng của Mexico. Paul bon phó chủ tịch phụ trách vận tải ITS Logistics cho biết họ đang chứng kiến sự thay đổi lớn sang Mexico khi các công ty Mỹ coi các cảng Mexico là cửa ngõ cho tương lai. Một trong những lĩnh vực mà các nhà phân tích nhận thấy xuất khẩu của Mexico tăng lên là ngành công nghiệp ô tô. Chris Roger, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chuỗi cung ứng của SNB Global cho biết một trong những nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc đang xem xét thành lập ở Mexico. Trước đó vào hôm 11 tháng 3, Ông Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với CNBC rằng ông sẽ nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc nếu đắc cử. Ông nói, nếu bạn đánh thuế đối với Trung Quốc, họ sẽ xây dựng nhà máy sản xuất ô tô của họ ở đây và họ sẽ tuyển dụng người dân của chúng ta. Về phía Trung Quốc, tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 3, khi được phóng viên đặt câu hỏi về kế hoạch tăng thuế của ông Trump nếu đắc cử tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Vân Bân nói, bầu cử là chuyện nội bộ của Mỹ và chúng tôi không bình luận. Ông Vương cũng nói bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Trung Mỹ là đôi bên cùng có lợi, chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không có lợi cho Trung Quốc, cũng không có lợi cho Mỹ và thế giới. Thưa quý vị, bản tin trưa của DKN đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong các bản tin tiếp theo.